thấy cá bún 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 lên nè. Ê anh, năm vàng hơi sôi rồi. Nó phải to một tí xíu nữa, nước nó phải kẹo lên một tí xíu nó mới được. Giờ rút bớt củi ra. Nấu nồi ở này á, cơm nó sẽ rất là thơm mà ngon luôn. Sao có gì mẹ cũng biết hết vậy mẹ? Ừ, công nhận luôn đó nha. Mọi người muốn ăn mực khô chiên mắm không? Mực khô chiên nước mắm hả? Sao không để mực khô nướng? Tại là hồi trưa mọi người nói là lấy mực khô thì bây giờ em nướng. Ok ok. Bây giờ em thật sự là em quậy đúng không? Không, mà em không quậy. Để anh cho. Gia đình này quá khổ rồi, khổ tâm nhiều lắm rồi em ơi. Con xin lỗi mẹ. Trời ơi là trời. Rồi đặt lên, có nướng thì nướng bên kia. Mọi người thông cảm nha, lâu lâu mẹ mình vậy đó, nhưng mà thương mình lắm. Con khô đó nó sẽ bị cứng ngắc. Con này hả? Ừ, nó sẽ bị áp lửa chết rồi. Ngay cả nướng mực mà em cũng không biết nướng luôn hả? Tôi nói là nãy giờ mấy câu chuyện của mình là kể là sai lầm hết trơn đó. Kể câu chuyện nào là hư món đó là thật sự luôn á. Hư luôn, rất ngon. Cái này là phải ăn thiệt là nhanh để không thôi là nó sẽ bị Cái này anh lấy cái gì anh đập ra chút. Thôi đập gì xé ra luôn đi nè. Đập ra đi, đập ra thì nó mới tơi được. Ăn hai con chứ ăn nhiều quá vậy. Vậy thôi mình cất. Mọi người ăn cháo mực con. Mọi người ăn cháo mực con. Cái cháo mực là em đang chữa cháy cho cái nồi thơm của em chứ gì. Thấy gì không? Thấy gì. Con quả nó bay qua đó nè. Con quả nó bay qua đó nè. Thôi tội nghiệp nó đó. Chết rồi anh Vàng ơi, em cảm giác như là một nồi cháo đặc vậy đó. Thôi kệ đi, không sao đâu, dù gì cũng là công sức của mấy anh em mình. Đúng. Nấu làm sao ăn vậy. Thơm quá, nó bụng ghê luôn á. Cái này chín xong cơm chín là ăn. Trời ơi, nghe cái mùi thôi là thấy nó thơm rồi đó. Thèm quá đi. Hấp dẫn quá. Rồi, chuẩn bị ăn nha.